Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay ngày mai 20, Chủ nhật thứ hai thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Dấu huấn số 8: sự phục sinh của Đức Kitô và của chúng ta. Mặc khải tiệm tiến về sự phục sinh. Việc kẻ chết sống lại đã được Thiên Chúa mặc khải dần dần cho dân Ngài. Niềm hy vọng vào sự sống lại về thân xác của những người chết đã phổ biến như một hệ luận nội tại của đức tin vào Thiên Chúa là đấng tạo dựng toàn bộ con người, cả xác cả hồn, đấng tạo dựng trời đất, cũng là đấng trung tín giữ giao ước của Ngài với tổ phụ Abraham và dòng dõi ông. Chính trong hai viễn tượng tạo dựng và giao ước này, niềm tin vào sự phục sinh bắt đầu được biểu lộ trong những cơn thử thách của mình. Các vị tử đạo nhà Maccabeo đã tuyên xưng: bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên Ngài sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được Ngài cho sống lại. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 992. 21 thứ hai, Thánh Anne trinh nữ tử đạo lễ nhớ. 22 thứ ba, Thánh Vinh Sơn phó tế tử đạo. 23 thứ tư, 24 thứ năm, Thánh Francisco Salesio giám mục tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 25 thứ sáu, Thánh Phaolô tông đồ trở lại lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 26 thứ bảy, Thánh Timôthêô và Thánh Tito giám mục lễ nhớ. 27 Chủ nhật thứ ba thường niên Thánh Vịnh tuần 3. Rao hôn phối. Rao lần thứ nhất: có anh Mạc Đình Nam, con ông Mạc Chí và bà Bùi Thị Ngọc Dung, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngủ tại 32A đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Maria Vũ Ngọc Thanh Thảo, con ông Giuse Vũ Văn Thanh và bà Maria Vũ Thị Kim Giao, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở giáo xứ Tân Sa Châu, giáo phận Sài Gòn. Ai biết đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ? Thông báo 1. Số tiền quý ông bà đã đóng góp cho quỹ phát triển giáo xứ tháng 11/2018 là 63.830.000 đồng và 1.000 USD. Hôm nay Chủ nhật thứ ba trong tháng, xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển giáo xứ tháng 1/2019. Sau thánh lễ có quý bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Thông báo 2. Thứ sáu ngày 25/1/2019, lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại bổn mạng giáo họ Phaolô. Trước thánh lễ lúc 17:15 có kiều Thánh Phaolô từ giáo họ đến thánh đường. Xin kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước và thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ Phaolô nhân ngày bổn mạng. Kiều Thánh Phaolô sẽ được đặt tại nhà cô cát số 86/32 ông Mít Khiêm, phường 14, quận 11. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chứa đựng rung và không nghe điện thoại trong thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn cùng đứng đọc kinh tổng lãnh thiên thần Mikael. Lạy ơn Đức Thánh Mikael, tổng lãnh thiên thần, hoàng tử các đạo thiên thiên quân, xin che chở chúng con trong trận chiến thống trị và quyền lực của Satan, chống lại sự lãnh đạo của thế giới tối tăm, chống lại những thần linh quay ác trên trời. Xin giúp đỡ chúng con là những tạo vật được Thiên Chúa dựng nên trong hình ảnh Ngài, và là những người
được Thiên Chúa cứu độ. Với ra mau qua đất vì những việc làm quay an của quý thần. Tôn kính người như thiên thần hô thủ và như đứng bảo vệ chúng con. Thiên Chúa đã trao phó cho người những linh hồn được tâm vui trong mau cứu chuộc để được hạnh phúc thiên đàng. Vì vậy chúng con thân quan này Thiên Chúa đập tan đầu tên xa tan dưới chân chúng con, để nó không thể làm hại các linh hồn trong giáo hội. Giờ đây chúng con kính dâng những lời nguyện này lên Thiên Chúa, để xin lòng thương xót Chúa đổ tràn trên chúng con. Xin người nắm đầu con rắn và sa tan hãy hắn xuống địa ngục và giam giữ hắn trong đó, để hắn không thể cám dỗ hay làm hại chúng con nữa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, hôm nay tối thứ bảy, chúng ta cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa thường niên. Nhưng đồng thời chúng ta cũng đang ở trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chỉ có lập một giáo hội mà thôi, có một đức tin, một phép rửa, một Chúa mà thôi. Thế nhưng trong dòng lịch sử, chúng ta thấy đã có sự chia rẽ. Vào thế kỷ thứ 11, chính thống tách ra khỏi Công giáo. Sau đó là tới thế kỷ 15 là anh em Tin Lành, rồi tới Anh giáo. Như vậy chúng ta thấy có sự rạn nứt và chia rẽ trong giáo hội, và có những lúc anh em đánh nhau, gây chiến tranh và giết chóc lẫn nhau. Đây là một cái phản chứng cho tin mừng, bởi vì Chúa Giêsu nói người ta cứ giấu này mà nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em yêu thương nhau. Như những người Kitô hữu, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô đã gây ra chia rẽ, đã gây ra chiến tranh, không có sự yêu thương nhau. Cho nên giáo hội dành
một tuần lễ để cầu nguyện một cách đặc biệt cho sự hiệp nhất giữa những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho mọi người biết hiệp nhất trong sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa thương con chúng con, xin thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầm trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin dù thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah: Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín lặng; vì lòng mến Jerusalem, tôi nghĩ yên sao đành. Tới ngày đứng công chính xuất hiện tựa hừng đông, vị cứu tinh của thành được nên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miệng huy hoàng, trong lòng bàn tay Chúa sẽ là mũ triều thiên vương giả Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên ngươi, đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn. Nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sùng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đứng tác tạo ngươi sẽ cưới về ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đó là lời Chúa. Hãy ca ngợi Chúa, hãy ca ngợi, hãy toàn thể địa cầu hãy vui mừng. Hãy ca mừng Thiên Chúa Chí Tôn, hãy chúng tôn hiến danh Ngài. Hãy loan truyền những con tin là lương của Chúa, hãy loan truyền thánh danh Ngài giữa chư dân. Hãy ca mừng Thiên Chúa đấng cứu con, ngày ngày hãy loan truyền ơn cứu độ. Hãy tương toàn tình qua khắp nơi, ca khen Ngài quyền năng giữa đời. Việc là lòng của Chúa, hãy loan truyền thánh danh Ngài giữa chư dân. Hãy dâng tặng Thiên Chúa ngàn dân ơi, dâng tặng Chúa uy quyền với vinh dự. Hãy khen mừng Thiên Chúa chi nhân, Chúa yên chi ngàn dân. Những công việc là lương của Chúa, hãy loan truyền thánh danh Ngài giữa chư dân. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ.
nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà rồi mới đại tiệc, mới đại rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, theo tục lệ của người Do Thái thì đám cưới thường kéo dài khoảng 7 ngày. Dĩ nhiên là khách mời không buộc phải ở lại suốt 7 cái ngày tiệc đó. Và việc thiếu rượu trong tiệc cưới quả là một tai họa, vì danh dự của đôi tân hôn có thể bị tổn thương. Như thế chúng ta có thể hiểu và tưởng tượng ra nỗi lo âu và cảnh chạy đôn chạy đáo của nhà đám tại tiệc cưới Cana mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Tuy nhiên, với lòng thương xót đôi tân hôn cũng như nhà đám, Đức Giêsu đã làm dấu lạ biến nước thành rượu, dấu lạ đầu tiên mặc dầu giờ của Ngài chưa đến. Khi làm phép lạ này, Đức Giêsu có ý hé mở cho các môn đệ đầu tiên của Ngài, những môn đệ mà Ngài vừa mới nhận đó, vừa mới thu nhận đó, vừa mới mời gọi đó, hé lỡ cho họ một chút vinh quang của người để củng cố niềm tin cho họ. Ngoài ra, theo các nhà chú giải, nước từ 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục của người Do Thái đó, tượng trưng cho luật cũ bất toàn, có nghĩa là luật Mô-xê. Tại sao như vậy? Tại vì con số 6 đối với người Do Thái, con số 7 mới là con số tròn đầy, con số có ý nghĩa. Cho nên con số 6 là thiếu,
cho nên chưa có tròn đầy, bất toàn. Và bên cạnh đó thì nhiều nhà chú giải khi cho rằng, theo nhiều nhà chú giải cho rằng, khi tường thuật lại dấu là biến nước thành rượu thì Thánh Sử Gioan có ý coi rượu là biểu tượng của lời Đức Kitô, của mặc khải, của luật mới, của tin mừng. Theo cha Francisco, theo cha Vũ Phan Long, thì đây không phải là một cách giải thích gì mới mẻ, bởi lẽ nhiều giáo phụ đã coi nước trong sáu chum ở tiệc cưới Cana là hình ảnh của lề luật và các ngôn sứ được Chúa Giêsu biến đổi bằng tin mừng của người. Thánh Augustino đã viết: Đức Kitô đã giữ rượu tốt lại cho đến bây giờ. Điều ấy có nghĩa là tin mừng của người. Trong số các nhà chú giải hiện đại thì Bunyan khẳng định rượu không liên hệ tới một ơn nào của Đức Kitô nói riêng, nhưng đúng hơn tới ơn chính là Đức Giêsu. Trong toàn vẹn bản thân của người, tới Đức Giêsu trong tư cách là đấng mặc khải. Như thế thưa anh chị em, qua dấu lạ biến nước thành rượu này, Đức Giêsu tỏ cho mọi người thấy Ngài là đấng cứu thế, là đấng có khả năng biến đổi để đem lại cho nhân loại một trời mới, đất mới. Như ngôn sứ Isaiah mô tả trong bài đọc 1, và là nơi mà công lý ngự trị, là nơi không có sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Nhưng như trong phép lạ biến nước thành rượu, để có rượu ngon thì Đức Maria đã yêu cầu những gia nhân rằng: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Nghĩa là Đức Maria yêu cầu các gia nhân lắng nghe và làm theo lời của Chúa Giêsu, miễn hỏi, miễn bàn. Cứ người bảo gì thì cứ việc làm. Nếu chúng ta thấy, chúng ta bàn, phân tích, cãi qua cãi lại, chắc có nhiều khi không làm. Nếu những gia nhân trong cái đám tiệc này mà bàn lý sự như chúng ta, chắc không làm. Bởi vì sao? Múc nước bỏ vô sáu cái chùm, sáu cái chum, mà cái sáu cái chum để dùng để thanh tẩy là nước để mà rửa, có rửa tay, có rửa chân, có rửa đủ thứ đó. Rồi múc nước rồi bảo múc đem cho ông quản tiệc, bố ai mà làm. Chúng ta thấy có can đảm không? Can đảm. Nếu chúng ta có lý sự là chúng ta không. Nhưng mà chúng ta thấy những người gia nhân trong đám tiệc này nghe theo lời dặn của Đức Maria: người bảo gì thì cứ việc làm theo. Cũng vậy thưa anh chị em, để có trời mới đất mới, chúng ta cũng cần phải lắng nghe và thực thi lời Chúa trong đời sống xã hội hiện tại của chúng ta. Một đời sống mà chúng ta thấy công lý chẳng được tôn trọng, thiếu vắng tình người và nhân phẩm bị chà đạp. Đến đây thì chúng ta nhớ lại lời của Chúa Giêsu nói trong bài tin, trong tin mừng theo Thánh Gioan: ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Vậy các điều răn của Chúa Giêsu là gì thưa anh chị em? Xin thưa, khi trả lời cho một vị kinh sư, Chúa Giêsu đã nói: ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Như vậy, lắng nghe và vâng theo lời Chúa là sống yêu thương thưa anh chị em. Đây chính là thái độ rất căn bản cho đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra rằng Ngài luôn để ý đến việc thi hành thánh ý Chúa Cha. Đến nỗi đối với Ngài, thánh ý Chúa Cha là lương thực cho cuộc sống. Vì thế,
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong kinh lạy Cha rằng: xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nhưng trong một xã hội thiếu vắng tình người, thiếu vắng công lý, thiếu vắng sự thật như xã hội Việt Nam hiện tại mà chúng ta đang sống, chúng ta phải sống yêu thương thế nào thưa anh chị em? Rất khó. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như vậy đây là chỉ dẫn rõ ràng nhất. Chúa Giêsu bảo chúng ta yêu thương anh em chúng ta, anh em đồng loại chúng ta như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta như thế nào thưa anh chị em? Nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng Ngài luôn làm bác ái. Nói một cách bình dân, giản dị, làm bác ái là đi tới đâu Ngài thi ân giáng phúc cho những kẻ bế mọn nghèo hèn, cho những người đau khổ vì bị quỷ ám và bệnh tật, Ngài chữa bệnh họ miễn phí, free. Ngài trừ quỷ cho họ cũng miễn phí, free. Không có lấy đồng nào cả. Và như thế thôi chưa đủ. Giêsu không yêu nhân loại chúng ta chỉ có từng ấy thôi, không. Giêsu sẵn sàng lên tiếng cho những người bị áp bức, cho những người cô thân cô thế, cho những người bị loại ra bên lề xã hội. Giêsu sẵn sàng chống lại những bất công và các thói hư tật xấu của xã hội. Giêsu sẵn sàng chỉ vào mặt của những người lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ và nói: đồ mồ mả tôi hôn. Và khi làm như thế thưa anh chị em, hệ quả là gì? Là bị gài bẫy. Và chúng ta thấy trong từng trang tin mừng có những chuyện như thế. Người ta rình, người ta gài bẫy, người ta chẳng hạn đem một đồng tới hỏi có nộp thuế không? Nộp thuế cho Sư Gia, có nộp thuế cho đền thờ ấy không? Gài bẫy Chúa Giêsu. Và nhiều chuyện khác. Rình coi Chúa Giêsu để rồi có tìm cách mà bắt lỗi, bắt bẻ rồi mà bắt mà giết Chúa Giêsu. Chúng ta thấy trong 3 năm công khai, Ngài luôn luôn ở trong tình trạng như thế. Tất yếu thôi. Một khi lên tiếng nói cho công lý thì tất yếu sẽ bị các nhà cầm quyền bịt miệng mà thôi. Dĩ nhiên cầm quyền mà ác, gian ác. Nhưng Giêsu không sợ. Giêsu không sợ. Và Giêsu cũng không dùng bạo lực để đáp trả bạo lực. Khi các nhà cầm quyền Do Thái thời bấy giờ dùng mánh khóe, dùng bẫy để bắt Giêsu, nhưng trong vườn cây dầu khi bị bắt, Phêrô, người đồ đệ thân tín của Ngài, đã tuốt gươm chém đứt tay đứa đầy tớ. Thì Giêsu đã bảo với Phêrô: xỏ gươm và bỏ con, đừng có dùng gươm, dùng gươm sẽ chết vì gươm. Hay con không biết rằng Thầy có thể xin Cha Thầy sai 12 cơ binh thiên thần đến để mà giúp đỡ Thầy, để mà tiêu diệt cái đám này hay sao? Giêsu có khả năng dùng bạo lực để đáp trả, nhưng đã không dùng bạo lực. Ngài sẵn sàng chịu mọi bất công mà những thế lực của sự dữ mang đến cho Ngài. Ngài sẵn sàng chết một cách nhục nhã trên thập giá, nhưng Ngài vẫn yêu thương. Sẵn sàng chết nhưng không phải hận thù. Ngài sẵn sàng yêu thương, yêu thương ngay cả những kẻ giết Ngài khi cầu xin Chúa Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Khi đi trọt con đường yêu thương này thì chúng ta biết rằng trong con mắt người đời, Giêsu là người thất bại hoàn toàn. Trong con mắt người đời,
Giê-xu là kẻ ngốc. Liệu chúng ta có đi theo con đường Giê-xu hay không? Khi bị người ta áp bức, khi bị người ta cướp bóc, khi bị người ta phá nhà, gài bẫy chúng ta để cướp những gì chúng ta có ở trần gian này, liệu chúng ta có yêu như Giê-xu hay không? Rất khó thưa anh chị em, rất khó. Nhưng Giê-xu đã làm. Giê-xu đã đi đến tận cùng. Trong con mắt người đời, người ta nghĩ Giê-xu là thế, nhưng Giê-xu đã phục sinh vinh hiển và đem lại sự sống đời đời cho những ai tin tưởng vào Ngài, cho những ai kiên trì bước đi trên con đường yêu thương mà Ngài đã đi qua. Còn đối với những ai đứng lì trên nẻo đường bất hảo, những ai không chê ghét việc gian tà, cứ cướp đi, cướp ăn cho mập thay, rồi nhiều bệnh là chết sớm à. Tiền nhiều làm gì thưa anh chị em? Trong khi những đồng chí khỉ nói rằng chết là hết, đằng sau cái chết chẳng có gì cả, không đem một xu, một cắt, một mảnh đất nào, một tòa nhà nào sang bên kia cả. Cướp đi, bày mưu tính kế để hãm hại người khác đi, đem được gì? Đó là một thực tế ai ai cũng đều biết hết, dù có niềm tin hay không có niềm tin. Những người không có niềm tin, những người vô thần thì dĩ nhiên không đem đi được, thì tiêu xài, thì ăn chơi. Tiêu xài làm sao? Phải nhậu thôi. Rồi những món khác, chấm chấm ba chấm, quý ông bà anh chị em tự hiểu, con không nói thêm đâu. Khi ông bà anh chị em đi vào thực tế lắng nghe thì sẽ biết họ ăn chơi cái gì và cùng đích cuộc đời của họ là gì. Thưa anh chị em, chỉ là hư vong. Con đảm bảo thưa anh chị em, họ sẽ không được chung hưởng vinh phúc phục sinh cùng với Đức Giê-xu Ki-tô. Cả một cuộc đời chỉ biết làm toàn điều ác thì sẽ không được chung hưởng vinh phúc phục sinh cùng với Giê-xu đâu. Bởi vì họ không đi trên con đường yêu thương mà Giê-xu đã đi, cho nên đích điểm cuộc đời của họ, họ không thể đến được vinh phúc phục sinh. Ngoài ra thưa anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đến dự tiệc cưới và làm dấu lạ biến nước thành rượu tại Cana vào những ngày đầu đời của sứ vụ không khai của Ngài, cho chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu cũng rất quan tâm đến đời sống hôn nhân gia đình. Ngoài ra trong tiệc cưới Cana, chúng ta thấy cũng có sự hiện diện của mẹ Maria trong tiệc cưới đó, và mẹ Maria đã giúp cái đôi hôn nhân ngày hôm đó giải quyết cái khó khăn. Cho nên trong bối cảnh xã hội hiện nay, nhiều gia đình rơi vào những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Ơn hay hết, chính những người sống trong đời sống hôn nhân gia đình cảm nhận được sự mong manh dễ vỡ của đời sống hôn nhân. Cho nên trước những sóng gió của đời sống gia đình, của đời sống hôn nhân, chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ và Chúa Giê-xu theo phương châm Bet Mariam ad Jesum, có nghĩa là nhờ mẹ Maria để đến với Chúa Giê-xu, để rồi chúng ta vượt qua những khó khăn, những thử thách trong đời sống gia đình. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh mộ Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh mộ Chúa Giê-xu Ki-tô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, Chúa muôn đời.
Anh chị em thân mến, chỉ Thiên Chúa mới có thể đem lại cho con người niềm vui chân thật và hạnh phúc trọn vẹn. Tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh là đại gia đình gồm những người tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi thành viên trong đại gia đình này luôn chân thành yêu thương và quang đại nâng đỡ nhau. Chúa nhầm lời chúng con. Trên thế giới ngày nay, tình trạng đổ vỡ trong đời sống hôn nhân và gia đình đang gia tăng đến mức báo động. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình luôn được hạnh phúc và bình an. Xin Chúa nhầm lời. Gia đình tốt thì xã hội và giáo hội mới tốt được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình Kitô hữu luôn quan tâm giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái của mình. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Một trong những điều kiện hết sức quan trọng đem lại hạnh phúc lâu dài cho đời sống hôn nhân và gia đình, đó là cần tìm hiểu kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo trước khi kết hôn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho giới trẻ của giáo xứ chúng ta biết tích cực tham gia các khóa dự bị hôn nhân trước khi cử hành bi tích hôn phôi. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, nếu không có Chúa ban ơn dùm sưng, chúng con không thể làm được việc gì thành công. Vậy xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để mọi việc làm của chờ đợi từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương dung cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng, vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người, Người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng ẩn hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thần là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tan, Chúa đã muốn nhờ mẫu con Chúa mà quy tụ Chúa Thánh
mà và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhân bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thường tri vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Hân hân, Chúa là Thiên Chúa các tạo hình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Chúng tôi đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mồ thê thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giáo ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con ghi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám quản giáo phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là Alozio, theo ý của người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thầy được vào hưởng ảnh sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh cho cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha tùy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thứ cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con như xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin hoài thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đón xoa tội trần gian, phung trai đường mở để dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.